Quý vị đang theo dõi chương trình phát hành của Lý Đô Sài Gòn TV dẫn được sự bảo trợ ngày hôm nay của Magic Bank mỗi tối thứ sáu lại gửi đến quý vị các tình hình địa ốc trong tuần lễ vừa qua và định hướng sắp tới. Gửi lại chào anh Donald Trần ngày hôm nay. Thân ái chào anh Ngon Trọng Thụy và một lần nữa xin được kính chào quý vị khán thính giả. Anh theo dõi uh, trước khi mình nói về địa ốc thì chắc anh cũng là người rất là mê tình hình chính trị khắp thế giới hết. Anh nghĩ sao về cái cuộc là uh, siêu thứ ba vừa rồi thôi anh? À, như anh Hoàng Trọng Thụy biết á, là cái Super Tuesday á, là nó sẽ tùy theo cái kết quả của cái Super Tuesday à, để mà xem có những người nào ở lại những người nào mà đi ra và thứ hai nữa là sẽ có những cái người nào endorse tại vì ví dụ như ông Christie và ông ủng hộ Donald Trump tức là ừ. ngày xưa ông cũng là ứng cử đó yeah. ông bỏ ông endorse người này thì mình nhìn thấy tức là càng ngày đó tức là những người mà không tiếp tục nữa thì người ta sẽ phải endorse cái người bên nào để bao nhiêu để những cái delegate á, ủng hộ người đó để đủ cái delegate để được nominate bởi uh, đảng. Ừ. Thì uh, như quý vị biết á, là Obviously bà Hillary Clinton bên kia là bà thắng uh, cũng là nhiều tiểu bang rồi. Ừ. thì ra bây giờ bà sau cái Super Tuesday á, là bà biết là cái ông Bernie Sanders là không thể nào mà thắng của bà được nữa. Thành ra bà mới tuyên bố là bây giờ là bà sẽ run cái national campaign mm. Trong cái đó đảng Cộng Hòa thì chưa có ngã ngũ Thì bà, dù là ông Donald Trump thắng rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có những người ta chưa có bỏ yeah. Thì bây giờ vấn đề đã ra là ông Bernie Sanders ông có Rút uh, cục ủng hộ bà Hillary Clinton không hay là ông vẫn tiếp tục ông phai Mà ông phai đến giờ chót, giờ chót mà không, không được nominate nữa thì ông ra ông ứng cử independent Ừ. hình ra bây giờ người ta cứ nghĩ rằng là mà ông Donald Trump thắng như vậy mà đảng không nominate ông cũng bỏ tôi cũng sẽ ra Independent ừ. hình ra possible là mình sẽ có bốn cái thường thường trong cái danh sách mà đi bầu thường thường có nhiều người để Independent từ trước giờ vẫn vẫn ngoài cái hai cái người dân chủ và cộng hòa ra cũng có mấy người nữa ra ứng cử tổng thống rồi chứ không phải là đây là lần đầu tiên yeah trong khi mà cái vị đi bầu sẽ có những cái tên không bao giờ được báo chí nhắc tở hết <laughs> nhưng mà người ta vẫn là run tổng thống <laughs> thì bây giờ chỉ có cái 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 bây giờ là nếu mà có những người mà run ấy thì independent thì sẽ có nổi tiếng hơn tại vì người ta đã từng ở trong cái đảng đó giống như ông rospero Ross Perot, ngày xưa ông ứng cử là cộng hòa nhưng về sau ông ra ứng cử là independent Thí dụ vậy thì có quyền hết thì mình sẽ nhiều cái tác hại là chia phiếu của đảng chia đó phiếu, chia phiếu ừ. và vậy và anh ta cũng nguy hiểm lắm ví yeah. dụ ông Bernie Sanders mà ông bây giờ ông thua cái bà kinh tân mà thua sát nút có nhiều tờ báo ông thua rất xa nhưng cái nhiều tờ báo ông thua sát nút mà ông ra anh đi tức là nó chia phiếu mà chia phiếu thì đảng cộng hòa vẫn có thể có cái cơ hội để thắng Tại chia phiếu mà giống như trong cộng đồng mình huyện mình đó thì ví dụ như năm cái người cử tri việt nam ra ứng cử thì nhiên chia phiếu rồi cục không có người nào thắng cả và mình cũng không có loại bỏ trường hợp Marco Rubio hoặc là Ted Cruz cũng có thể ra Independent thành independent, ra bởi vậy ra mình chưa yeah. biết được hình ra cái next Tuesday next cái 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 cái, 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 cái bầu cử thậm, từ bây giờ đến tháng 6 đó, đó. Yeah. thì đến tháng 6 thì sẽ có những cái primary yeah. kế tiếp nữa thành ra cái cái kế tiếp là cái thứ ba cái cái ừ. cũng quan trọng lắm đây là cũng có cũng khoảng mười mấy tiểu bang nữa thành ra bây giờ mình nhìn thấy cái đó thì mình mới để ý mấy cái đó thì mình biết biết là most likely là ai sẽ là tổng thống của hoa kỳ anh um, ông donald trump là một tỷ phú địa ốc ông giàu có lên nhờ nhờ địa ốc như vậy đã nếu ông làm tổng thống anh có nghĩ đó là mọi người dân mỹ đều có khả năng mua nhà không anh thì uh, <laughs> ông sẽ vận động để các chương trình mà cho mượn nợ mua nhà nó dễ dàng hơn không anh? đúng rồi thì uh, <laughs> khi mà cái một cái người mà người ta ở trong cái industry đó rồi yeah. thì đĩ nhiên là cái policy của người ta rất chắc chắn là nó rất là tốt cho cái địa ốc. À Tại vì anh đã ở trong cái industry rồi à, anh, anh hiểu nó quốc sao rồi. Yeah. Còn nếu mà anh không chọn industry anh nghe anh chỉ có cái 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 vision ở trên tổng quát ừ. thôi. Thành ra chắc chắn là ông Donald Trump mà là ông đã cử thì chắc chắn là địa ốc chúng tôi rất là thoải mái Thành <laughs> bây giờ nhiều khi mình không biết Mặc dù ông tuyên bố tùm lung tùm la nhưng mà cái đó là cái style của ông Thành yeah. ra cái gì ông cũng nói, cái gì ông cũng hứa hết Nhưng mà thường thường những cái người mà đắc cử tổng thống là là như vậy hết cũng như obama, yeah. obama hồi đó cũng hứa cái này hứa kia nhưng mà hứa 10 điều làm sao mà làm hết được 10 điều nhưng mà tôi thấy đó đầu tiên đó nếu mà ông trump lên làm tổng thống đó thì là hồi giáo sẽ không có ma nào vô đây rồi nhé thứ nhất không có ma mẽ nào có thể vào đây được rồi tất cả những người di dân bất hợp pháp là bị gom lại đuổi về hết nguyên một bức tường thành được xây dựng lên dữ dội vô cùng anh thấy không rồi uh, súng ống thì cũng được uh, thoải mái rồi bộ, kể cả bọn kkk đó cũng có thể đi uh, xuống biểu tình thoải chỉ, mái kiếm thôi. cái người mà không non quay <laughs> <laughs> cho nên cái chuyện đó xảy ra theo những gì mà ông donald trump tuyên bố ừ, trong thời gian qua được. kkk <S cười> đánh nhau ở ấy. Rồi... nó xảy ra bởi vì uh, trước đó thì uh, từ hai uh, nghìn mấy đã xảy ra những cái chuyện như đúng thế rồi tại rồi. ngày xưa Anaheim là cái vùng cây 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 và là... Anaheim là cái vùng mà người Đức ở nhiều nhất ừ. có mới, mới có cái tên đó là vùng ừ. lập uh, lập cư của người Đức anh mà ừ. Đức lúc đó là Đức quốc xã trước thời Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ, thứ nhì đã lập cư ở đó rồi nên... thành ra bởi vậy anh ra uh tuy nhiên ông donald trump mà ông đắc cử thì nhiên là địa ốc chúng ta thì cũng sẽ cũng có thể thôi chứ không biết cũng có thể là tương đối thoải mái tại vì cái người mà nó là tổng thống mà nó người nó xuất phát từ cái địa ốc thì à. bây giờ vì nó là chính trị ông lại bị uh, tố giác tại vì ông có cái cái cái, cái nó gọi là trump university ấy, để ông promote ông đi là seminar để ông kêu người ta đi học để người ta hướng dẫn đầu tư về đất ốc thì có nhiều người mất cả 25 ngàn thì bây giờ đi kiện tùng tụng lung hết thành ra đó là vấn đề chính trị thành ra... rồi cái hệ thống mà Trump Condo anh thấy không đúng rồi dựng lên mọi người bỏ tiền vô để mà đặt cọc mua cuối cùng băn luôn không xây được cái gì hết mất ừ. tiền mất tiền cọc luôn cái đó nghe cũng quen quen đó đấy, đấy, đó <laughs> con đồ nhiều cái vụ đó à, nhưng mà trở lại với tình hình địa ốc thưa anh phân lời như thế nào và cái khuynh hướng với cái thị trường tài chính ngay bây giờ họ nói tháng 3 là cái tháng mà thường nó bước vào mùa xuân đó, thì giống như hoa đã nở đó thì đồng đô la cũng nở và cổ phiếu cũng nở hoa theo thì như quý vị biết đó, dạo này cái tiền lời trước khoảng khoảng chừng một hai tuần trước thì nó xuống thấp rất thấp, yeah. xong bây giờ nó bắt đầu nó lên 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 lại yeah. và quý vị đi đổ xăng cũng thấy xăng là lần đầu tiên mà orange county mà xăng mà dưới hai đồng là cũng là hữu lắm đồng 99 chín yeah. đó thành ra những cái tin đó là những cái tin vui cho cho những người dân ừ. thì bây giờ là mình thấy người ta bầu cử người ta cần sân trên cái đó nhiều thành ra người ta ít nói về cái chuyện là xăng bây giờ nó đang xuống rồi stock thì lúc lên lúc xuống rồi trồi sụt rồi tiền lời cũng lên lên xuống xuống thành ra bởi vậy nha tôi nói là 2016 là cái lúc nó giao thời lúc đó người ta chưa có biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra ai sẽ là tổng thống thành ra nó cũng chưa có gì ổn định đâu ừ. nhưng mà mỗi khi khoảng chừng gần đến ngày bầu cử là người ta pretty much no ai sẽ là tổng thống yeah. thì cái market nó react cái đó trước rồi tức là nó sẽ đó trước thành ra bởi vậy tôi khuyên quý vị là từ nay đến hè tôi nghĩ là khoảng tháng 6 thôi quý vị quyết định mua nhà hay gì là quyết định cho ra sớm vì mình không có muốn đợi trong cái 6 tháng 6 này là bắt đầu nó pin mất nó biết ai đảng đề cử ai đảng nào đề cử người nào và nó làm sợ vây là nó biết ai sẽ là tổng thống kế tiếp ừ. là cái 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 policy là nó, nó hướng đi cái chuyện đi đường nào nó biết rồi thành ra lúc đó là cái market nó bắt đầu nó react tức là nó, nó nó, nó, đi trước cái, cái cái khi mà cái chuyện nó xảy ra thành ra bởi vậy thành ra nếu mà quý vị mà định làm cái gì tôi nghĩ là tháng 6 này quý vị phải từ nay đến sáu sáu phải làm cho nhanh mà bây giờ mình đã là tháng 3 rồi thì bây giờ mình cũng chẳng còn bao nhiêu lâu nữa đâu hai ba tháng nữa thôi và nếu mà quý vị định làm một cái gì thì tôi nghĩ là nên làm lúc này. Vâng. Và chính vì thế nếu mà quý vị cần tìm kiếm một căn nhà để mua bán căn nhà của quý vị hoặc là tái tài trợ những cái món nợ quý vị đang có với phân lợi cao với phân lợi thấp lúc này liên lạc ngay với Magic Banko toàn lạc ở trên đường Euclid và Edinger. À, thưa anh, hiện nay đã cái, cái tiêu chuẩn để mua bán nhà cửa nó vẫn thế từ đầu năm tới giờ không có gì thay đổi phải không anh? À, nó có dễ hơn một chút xíu không? Uh, tương đối nó dễ hơn anh à, dễ, dễ hơn à. uh, Nhưng mà vấn đề là Trên cái, ra, cái, cái, cái mặt nào? Vấn, vấn đề, đề là, là cái điều kiện Thí dụ như ngày xưa đó uh, ví dụ như mình bảo là mình state income Tức là mình không có chứng minh được cái income yeah. Thì bây giờ nó dễ hơn ví dụ là anh có thể show cái bank statement Là tiền anh deposit vô bao nhiêu bao nhiêu Thì nó tính à, Nếu bằng vì lý cái do income, nào không có không chứng, chứng minh được income được lợi à, tức. Nhưng cái đó nó gọi là non qualified đó là như vậy ừ thành ra nó có những cái chương trình nó gọi là non qualify một cái để wow. nó qualify mình cái đó nhưng mà với phần lời cao hơn phải không? À, thì đương nhiên là cái, à, cái risk nó nhiều hơn đúng. thì nó phải cao à. hơn tại vì nó là non qualify thành ừ. ra bởi vậy khi mà đến thì thường thường tôi cố gắng để làm cho quý vị cho cái chương trình là để cho cái tiền lời nó rẻ nhất giờ ừ. không có rẻ nhất thì mình mới consider là những cái cơ thể cái có cái, cái chương trình nào mà quý vị có thể qualify ừ. mà tiền lời kế tiếp hay không thành ra tất cả những cái đó nó là mình làm được hết vấn đề đã ra là mình phải cẩn thận yeah. tại vì cái nhiều người đến nó nói tôi ồ tôi không biết gì đó thấy bên kia người ta cứ nói là như vậy như vậy tại vì cái chương trình quảng cáo thì ai cũng nói có thể nói giống như nhau ừ. nhưng mà khi mà bỏ tay vô làm việc thì nó mới biết cái đi theo là cần cái gì yeah. đó là nó, nó rõ ràng lắm ra cái nhiều người cứ 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 nghĩ rằng là à, cứ nói vậy là xong rồi nó không có simple như vậy nó dễ nhưng mà không có phải là nó simple để mà không có làm được tức là tức là dễ tức là kiểu như là cứ nhắm mắt là không ngày nữa, mai không, nó không phân... không phải như thế tức là đã qua cái trường hợp đã mất bao nhiêu yeah. ngàn tỷ rồi không thể nào mà trở lại Đúng cái đó rồi. nữa bởi vậy nó mới có những cái luật mới để nó prevent cái chuyện nó không xảy ra nữa mà bây giờ nó bảo lại lại như vậy nữa thì nó lại trở lại cái cũ rồi ừ. Ra sẽ không có cái trường hợp mà dễ mà đến nỗi mà giống như ngày xưa đâu yeah. Thật ra quý vị phải cẩn thận một cái quá trình mua nhà từ lúc mà mình đưa ra các giấy tờ cần thiết cho đến khi mua được căn nhà nó kéo dài bao lâu anh thường thường á, là ngày xưa đó là 30 ngày nhưng mà bây giờ tôi nhìn thấy cái non của nó là 45 ngày bởi vậy thật ra trong cái phần Southern California đó, Thì thường những cái contract người ta viết vô là ESCO là 45 ngày yeah. Người ta không có để 30 ngày nữa đâu 45 ngày nhưng mà với điều kiện bên phía người mua họ phải có đầy đủ giấy tờ để Đúng chứng minh rồi. Còn nếu mà chưa có thì cái vấn đề mà à, Chẳng hạn như là có những người chưa khai thuế Đúng. Mà năm 2015 là phải có hồ sơ thuế rồi Bắt buộc họ phải, phải nó đi, delay. Xin, đi xin Nó sẽ delay để, để delay. chờ cho họ à, đi khai thuế rồi lúc đó mới lấy hồ sơ phải không? Đúng rồi tại vì khi mà anh đóng hồ sơ đó, là người ta execute một cái form nó gọi là 4506 tức là đó lấy cái transcript của cái thuế còn nếu mình chưa khai thuế làm sao mình ta lấy có cái transcript không? được à. mục đích là lấy transcript là nó make sure là mình không có khai đúng, gian đúng oh, okay. tại vì nhiều khi mình nộp cái thuế vô không biết là thuế thật hay thuế giả thành ra nó phải lấy một cái copy của sở thuế xuống để nó compare với cái này cả hai năm đó, của cả hai năm để nó compare À, họ xin cái từ IIS? IRS. Lấy copy của IRS, chứ không phải là của mình Mình đem Ồ. vô, thì mình nó muốn, tin Mình muốn mang bao nhiêu thì mang ăn vào <laughs> Đúng rồi, nhưng mà nó nhiều khi Thực sự trên nộp sở thuế là có 20 ngàn thôi Mà đưa đưa bộ thuế vô là làm 100 ngàn Nhưng ừ. mà nếu mà nó dùng theo cái bộ thuế của mình đưa 100 ngàn thì qualify Nhưng mà lúc mà lấy bản copy của sở thuế xuống còn có 20 ngàn Ồ. thôi chẳng hạn wow. Thì cái đó là fraud và, và chắc chắn họ làm như thế Chắc chắn là sẽ làm cái đó là execute 45 là như vậy. À. Thì ra chắc chắn là cái đó là fraud. Là cái... Anh anh mình nên có để trong ngân hàng của mình bao nhiêu tiền trước khi uh, mình hồ sơ. Thì thường thường là cái đó. seasoning nó gọi là hai tháng, cần 2 tháng. Ờ à, 2 tháng bằng statement. Ờ à, để tức là nó mình để trong đó hai tháng thì mình chứng nhận là cái tiền đó của mình. Ừ. Là thứ hai nữa là mình không có đi phải không phải là tiền đi mượn. Thứ hai nữa thì. là là khi mà người, người ta đi mua nhà đó cái traditionally là anh phải c mà anh c ừ. không phải là không phải là một ừ. sớm một chiều là anh có ngay có người save, cho tại rồi. vì anh đi mua nhà anh ngay cả chính mua xe được. anh muốn mua xe anh muốn mua nhà anh muốn mua cái gì là anh phải c ừ. thành ra cái hai tháng history đó là nó chứng minh là cũng không có bao nhiêu lắm cũng không ai. có nhiều thay vì nó đòi 10-12 tháng chắc không qua qualify đâu <laughs> nhưng mà nó đòi hai tháng là tượng trưng thôi hai tháng hai năm thuế rồi cái gì đó. nữa anh rồi thứ hai nữa là nó sợ mình rửa tiền à. tức là không phải ừ. tiền mình đi mượn thì lúc đó lại là tiền của của mình nhưng mà ừ. tiền của mình nó có legitimate hay không tiền đó là do mình đi làm ăn đàng hoàng mình xem ừ. lại hay là tiền đó mình đi rửa tiền cho người ta yeah. hay là mình đến bán rớt yeah. mình có cái tiền đó thành ra lý do nó đòi cái hai tháng season cái bậc nhiều. điểm tín dụng nó được tính như thế nào khi mà nó sự khác biệt về phân lời nó giữa nhiều hay ít anh um, tôi 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 thấy là dưới 700 thì nó khác hoàn toàn với lại trên 700 phải. Đúng rồi, rồi trên 740 á, thì nó Ủa, lại khác nữa trên 740 đó, Nhưng khác. mà nói tóm lại là trên 700 là tương đối là mình cũng có cái, cái, mức cái, 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 cái cơ hội là là tốt là một rồi. lời tốt rồi Nếu mà trên 740 thì rất là tốt Nhưng mà trên ừ. 700 cũng là tốt, còn dưới 700 thì hơi khổ chút Nó khác biệt khoảng bao nhiêu phần trăm à, Thì uh, thường thường á, là nó đắt hơn á, là nó đắt theo người khi nó, nó hít mình một cái quarter tại wow. vì nó tùy theo như thế này yeah. tức là nếu mà trường hợp mình định FICO score mình xuống ừ. thì thí dụ như mình chỉ có refinance để cho cái tiền lời thấp không á, yeah. thì nó hít có một lần thôi tức Đúng là cái rồi. tiền lời còn nếu mà trường hợp á, anh lại điểm thấp mà anh còn lại lấy tiền ra thì nó hít anh hai lần tại vì một oh. cái là cái, tùy theo cái ltv của anh là bao nhiêu rồi tùy theo cái ltv mà cash out lại hít thêm một lần nữa thành ra tất cả là cũng là tùy theo mình muốn làm cái gì yeah. mình có nhiều risk thì ừ. cái rate mà mình ấy thì nó nó cái rate mình nó sẽ cao hơn. À, vâng. à, những quý vị nào đang tính mua nhà muốn tái tài chạy, bất cứ điều gì, mà có thắc mắc đó thì xin đừng ngần ngại gọi đến anh Đào uh, Đào Trần ở văn phòng ở trên đường Euclid và Adenture hoặc đến gặp anh ở đó, hoặc là liên lạc với Lý Đức Sài Gòn TV 714 897 uh, không nhớ số điện thoại của của đài luôn à, <laughs> liên lạc với Lý Sài Gòn TV hoặc là lên info at Lý Sài Gòn TV com hoặc liên lạc thẳng với Magic Bank Call để quý vị có được những cái câu hỏi cần thiết gửi đến cho anh Donald Trần. Cảm ơn anh Donald Trần rất nhiều anh Donald Trần. Cảm ơn anh Hoàng Nhật Thụy một lần nữa xin được kính chào quý vị.